chương 781, giữa chúng ta ra một cái đại lão. Canh 3 Hai vị trí tôn, ta hẳn là không cần lại tham gia bài vị chi chiến A. Trên không trung, phong vân đối càng nguyên tông hai vị trí tôn nói ra. Trọng trang trí tôn nghe vậy, trợn mắt trừng một cái, ngươi cùng bọn hắn căn bản cũng không phải là một cái thứ nguyên, đi tham gia không phải khi dễ bọn họ sao. Chính là, ngươi còn tham gia cái gì A, ngay cả ta hai cộng lại đều không đánh được ngươi. Ngươi đã vượt qua chúng ta xét duyệt tư cách, nên đi tông môn bản bộ đi tiếp thu nội môn đệ tử khảo thí toàn thân lân giáp cao lớn chí tôn phụ họa nói. Còn muốn tham gia nội môn đệ tử khảo thí sao? Phong vân thần sắc hơi động. Yên tâm, chỉ là đi cái hình thức mà thôi, lấy ngươi bây giờ trình độ, thông qua tỷ lệ khẳng định 100%. Trọng trang chí tôn khoát tay nói, đúng, phong vân ngươi là tại thanh giác trung thiên vũ trụ đi, đợi chút nữa ngươi lo gút chờ ta đi, ta chuyên môn đi qua tiếp ngươi, sau đó mang ngươi quay về tông môn bản bộ tiến hành khảo thí. Tốt, đa tạ. Phong vân nhẹ nhàng ôm quyền, biểu đạt cảm tạ. Sau đó, Phong Vân liền lo gút rời đi. Mà tại hắn sau khi rời đi, bài vị chiến bắt đầu tiếp tục tiến hành. Chỉ bất quá, hiện trường không còn có trước đó nhiệt liệt sôi trào bầu không khí. Sở hữu thiên kiêu, bao quát dự thi, đều lộ ra rất đê mê. Không có cách, có Phong Vân cái này siêu cấp đại biến thái lại trước, sở hữu thiên kiêu tâm khí đều bị hung hăng áp chế. Trước đó còn hăng hái tư thái, bây giờ liền như là xương đánh quả cà một dạng, triệt để hậm hực. Mà Lan Nặc, càng là trực tiếp lâm vào tự bế, thậm chí còn muốn khóc. Đối với cái này, hai vị trí tôn cũng không có cách, trên thực tế, liền bọn họ lúc này cũng không có triệt để khôi phục cảm xúc, còn lưu lại trước đó chấn kinh. Chỉ có thể nói, phong vân cái này kinh hỉ đến quá đột ngột quá to lớn, hoàn toàn biến thành kinh hải. Thanh giác vũ trụ, thiên cường thành bên trong. Trong phòng, phong vân ý thức từ thế giới giả tưởng trở về, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, vương người đứng dậy, ngóng nhìn sâu trong vũ trụ, trong mắt lướt qua ý mừng. Thành công. Tiếp đó, chỉ cần đi kia càng nguyên tông nội bộ hoàn thành khảo thí, hắn liền có thể trở thành một cái nội môn đệ tử, khai sáng lịch sử tiền lệ. Cái kia trọng trang trí tôn nói muốn ta chờ thời gian 3 năm. Phong vân lẩm bẩm nói. Thời gian 3 năm, với hắn mà nói, bất quá một cái búng tay, chỉ cần bế cái quan, xoát cái hình chiếu liền qua, không cần để ý. Sau đó, phong vân liền vào vào bế quan trạng thái bên trong, một bên rèn luyện chính mình mới được đến linh hồn lực lượng, một bên ý thức tiến vào hình chiếu trong gương, lần nữa bắt đầu xoát 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 mặc dù hắn thể chất thiên phú cùng linh hồn thiên phú đã tấn thăng nhưng còn có cái khác hình chiếu vật phẩm hắn cũng cực kỳ cần tỷ như kiếm đạo quy tắc đao đạo pháp tắc không gian thiên phú thời gian thiên phú chờ một chút những này với hắn mà nói so với thể chất cùng linh hồn trọng yếu giống vậy cũng là không thể thiếu cho nên nói sinh mệnh không thôi hình chiếu không ngừng cứ như vậy tại hắn loại này bế quan cùng soát hình chiếu dưới ba năm thời gian cũng chính là chớp mắt một trôi qua một ngày thanh giác vũ trụ bên ngoài đang có mấy đạo vĩ ngạn thân ảnh đứng ở đây, từng cái khí cơ bàn bạc, vô lượng mênh mông, chính là thanh giác vũ trụ thiên linh, thiên quyền, thiên tường mấy vị trí tôn. Giờ phút này, bọn họ chính thẳng tắp đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, giống như đang đợi cái gì. Đại ca, ngươi nói càng nguyên tông ngoại môn chấp sự đại nhân đến chúng ta thanh giác vũ trụ chuyện gì a? À? Thúc nhĩ, thiên tường trí tôn nhịn không được dò hỏi. Ai biết đâu, đoán chừng là đến thị sát công việc đi, chúng ta bình thường hầu hạ liền xong việc. Thiên linh chí tôn lắc đầu nói bọn họ cũng không hướng cuộc thi xếp hạng phương diện suy nghĩ, một là bởi vì mới vừa vặn tiến hành, liên kết quả đều không có đi ra, còn có chính là dù cho là cuộc thi xếp hạng, cũng không đáng đến càng nguyên tông ngoại môn chấp sự đại nhân tự mình giáng lâm bọn họ vũ trụ. Đừng nhìn càng nguyên tông ngoại môn chấp sự cảnh giới chỉ là địa chí tôn, nhưng luận địa vị, so với bọn hắn những này trung thiên vũ trụ chí tôn không biết cao đi nơi nào, có thể nói một trời một vực. Với lại bọn họ đều là luyện hóa vũ trụ ấn ký thành tựu chí tôn, cùng đối phương cũng không cách nào so. Ngay tại mấy vị này vũ trụ chí tôn trong lòng suy nghĩ bay loạn thời điểm, bỗng nhiên một đạo lưu quang từ phương xa chạy nhanh đến, chốc lát ở giữa đi tới gần, hóa thành một chiếc khổng lồ tiễn hình phi thuyền. Tiếp theo, cửa máy mở ra, từ trung đi ra một tôn uy nghiêm thân ảnh, trọng giáp trọng khôi, gánh vác trọng thương, chính là trước đó trọng trang chí tôn. Bái kiến chấp sự đại nhân. Thanh giác vũ trụ mấy vị vũ trụ chí tôn nhìn thấy thân ảnh này, lập tức tiến lên thăm viếng nói: "Ân, không cần đa lễ." Trọng trang chí tôn gật gật đầu, nhìn quanh một vòng, lại không nhìn thấy phong vân thân ảnh liền mở miệng nói phong vân đâu ân lời này vừa ra đối diện mấy cái chí tôn lập tức mặt mũi tràn đầy mộng bức hoàn toàn không biết cái này vị chấp sự đại nhân lại nói cái gì phong vân bọn họ nơi này có người này sao thiên linh chí tôn nhỏ giọng nói đại nhân chúng ta nơi này không có gọi phong vân ngài là không phải tìm nhầm không có khả năng a phong vân chính miệng cho ta nói hắn là ở chỗ này đổ bộ vi tôn network tham gia siêu thần bài vị chiến a trọng trang chí tôn nghi ngờ nói siêu thần bài vị chiến thanh giác vũ trụ mấy vị vũ trụ chí tôn nghe thấy lời ấy không khỏi thần sắc khẽ giật mình sau đó bọn họ kịp phản ứng vị này càng nguyên tông chấp sự đại nhân là đến tìm tham gia siêu thần bài vị chiến tuyển thủ nghĩ đến đây thiên linh chí tôn liền chấp tay thận trọng nói không biết vị này phong vân cái gì không chuyện tốt lại nhường ngài tự mình giáng lâm hắn không có hướng phương diện khác nghĩ trước tiên liền nghĩ đến cái này bởi vì thanh giác vũ trụ thuộc về cực kỳ vắng vẻ vũ trụ hắn không nhận vì nơi này có cái gì thiên kiêu có thể đã động đối phương đối diện. Trọng trang trí tôn thần sắc nghi hoặc, không chuyện tốt. Ta tới đây là tiếp phong vân tham gia bản bộ nội môn đệ tử khảo hạch. Cái gì? Nội môn đệ tử khảo hạch. Bọn họ không nghe lầm chứ. Thiên linh trí tôn bọn họ cảm giác mình lỗ tai có phải hay không xảy ra vấn đề, nội môn đệ tử như vậy xa xôi mà cao đại thượng đồ vật, làm sao có thể cùng bọn hắn cái này vắng vẻ vũ trụ dính dáng xảo. Mà liền tại bọn hắn chuẩn bị mở miệng thời điểm, bỗng nhiên nơi xa đi tới một bóng người, hai ba bước đã đi tới phụ cận, lại không phải Phong Vân, là ai? Phong Vân. Trọng trang trí tôn nhìn thấy Phong Vân một khắc này, trong lòng cũng thở một ngụm khí, hắn còn thật sợ mình tìm nhầm địa phương, vậy coi như quá kém. Thiên linh trí tôn bọn họ lại một mặt mờ mịt nhìn xem Phong Vân, hiển nhiên cũng không nhận ra đối phương. Dù sao thanh giác vũ trụ tham gia siêu thần bài vị chiến thiên kêu quá nhiều, bọn họ lại quý vị trí tôn, trừ bản vũ trụ, cái khác vũ trụ đến, cơ bản không biết. Chỉ có thiên quyền trí tôn khi nhìn đến phong vân trong nháy mắt, giống như là nhớ tới cái gì, toàn thân chấn động. Tại đầu óc hắn bên trong, phong vân giờ phút này hình tượng, cùng lúc ấy hắn tại thiên quyền thành nhìn thấy cái kia tuyệt thế tồn tại thân hình hình dáng, hoàng mỹ chồng vào nhau. Nguyên lai là hắn. Chương 782, các ngươi đại tông môn đều là chơi như vậy sao? Canh 1 Cuối cùng, phong vân đi theo trọng trang trí tôn ngồi tiển hình phi thuyền rời đi. Mà tại chỗ, thì lưu lại có chút mộng thiên linh trí tôn bọn họ, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Không biết cái này vị phong vân là thần thánh phương nào, lại có tư cách tham gia càng nguyên tông nội môn đệ tử khảo hạch thật sự là không thể tưởng tượng nổi a à. sau một hồi lâu thiên tường chí tôn nhịn không được cảm khái nói không rõ ràng chưa bao giờ thấy qua cùng nghe nói qua còn lại mấy vị chí tôn bao quát thiên linh chí tôn cũng đều lắc đầu biểu thị hoàn toàn không biết gì cả lúc này một bên thiên quyền chí tôn mở miệng nói ta nghĩ các ngươi hẳn là nhận biết vị này phong vân còn nhớ rõ trước đây không lâu cái kia huyết khí cùng linh hồn cường đại đến không cách nào tưởng tượng thần bí tồn tại sao thiên linh chí tôn nghe nói như thế, lập tức kịp phản ứng, thần sắc kịch chấn, ngươi là nói. Không sai, cái kia thần bí tồn tại, liền là phong vân. Cái này. Mấy vị trí tôn tại chỗ sửng sốt, cái kia cường đại nhân vật đáng sợ, lại là cái này phong vân. Lần này, bọn họ cuối cùng biết được, vì sao cao cao tại thượng càng nguyên tông ngoại môn chấp sự, lại muốn chuyên tới đây. Lấy chúa tể thân thể, có được bực này khủng bố chiến lực, cho dù đặt ở đại thiên vũ trụ, đều có thể xưng làm một phương thiên kiêu. Ai, sai a, à, bực này tuyệt thế thiên kiêu, chúng ta vậy mà bỏ lỡ, không có cùng hắn tạo mối quan hệ. Thiên linh chí tôn một mặt hối hận nói, cảm giác mình tổn thất không cách nào tưởng tượng cơ duyên. Mấy vị khác chí tôn biểu lộ cũng thế. Một khi phong vân vào càng nguyên tông nội môn, khi địa vị đơn giản không cách nào tưởng tượng, tương lai thành tựu cũng bất khả hạn lượng, nếu như có thể ôm vào dạng này đùi, bọn họ còn không cất cánh. Đáng tiếc, cuối cùng chỉ là suy nghĩ một chút thôi. Không đề cập tới thiên linh chí tôn bọn họ kia vô cùng hối hận tâm tình, bên này, Phong Vân đang ngồi ở trọng trang trí tôn trong phi thuyền, thừa dịp cùng cái sau nói chuyện với nhau cơ hội, thành công đem hình chiếu. Hình chiếu đối tượng, Thánh La, trọng trang trí tôn. Tuổi tác, 5900 vạn kỷ. Cảnh giới, hỗn độn địa trí tôn. Rơi xuống, trí tôn cấp võ kỷ thủ hộ thần thuẫn. Trí tôn cấp võ kỷ tinh hà quán độc thương. Trí tôn cấp võ kỷ lôi đình nha ngục phá. Trí tôn cấp lôi hệ công pháp thiên cương lôi phát đồ. Trí tôn cấp hỏa hệ công pháp diễn tẩn huyền linh quyết chí tôn cấp lôi hệ thiên phú, chí tôn cấp hỏa hệ thiên phú, chí tôn cấp thương đạo thiên phú. Lôi chi đạo, 6 tầng. Hỏa chi đạo, 6 tầng. Thương đạo quy tắc, 1 tầng. Hỗn động địa chí tôn sao? Phong Vân dành thời gian nhìn một chút hình chiếu rơi xuống vật, khi thấy cảnh giới kia một cục lúc, hắn ánh mắt chớp lên. Cái này cũng không vượt quá hắn đoán trước, bởi vì hắn cũng không có từ sau người trên thân cảm nhận được loại kia cùng vũ trụ như có như không liên hệ cảm giác. Điều này nói rõ trọng trang trí tôn là hoàn toàn dựa vào tự thân thành tựu trí tôn, không có luyện hóa vũ trụ ấn ký, hoàn toàn tự do, không nhận bất luận cái gì trói buộc. Cùng chi tướng cùng, còn có trước đó một vị khác lân giáp trí tôn. Quả nhiên như ta suy đoán như thế, hỗn độn trí tôn mới là vương đạo. Tiểu thiên vũ trụ, trung thiên vũ trụ bởi vì tính hạn chế quá cao duyên cớ, trên cơ bản đều là luyện hóa vũ trụ ấn ký thành vị trí tôn. Nhưng ở đại thiên vũ trụ dạng này mênh mông địa phương liền hoàn toàn không giống, ở chỗ này, hỗn độn chí tôn mới là chủ lưu dù sao chỉ có hỗn độn chí tôn tương lai mới có vô hạn khả năng mà một khi thành vì vũ trụ chí tôn vậy liền đại biểu con đường phía trước hoàn toàn đoạn tuyệt trừ phi vũ trụ tấn thăng nếu không cuối cùng cả đời đều khó mà tiến bộ nhưng muốn để vũ trụ tấn thăng đây là khó khăn bực nào sự tình cho nên phong vân muốn lựa chọn thành vì hỗn độn chí tôn mới là cực kỳ chính xác quyết định bất quá tạm thời không nóng nảy đi trước hoàn thành nội môn đệ tử khảo hạch sau đó lại đi tiến hành chú tể đột phá Phong Vân nội tâm âm thầm nói. Sau đó, trọng trang trí tôn thánh la liền một đường cho Phong Vân phổ cập khoa học càng nguyên tông đủ loại tin tức, bao quát càng nguyên tông cơ bản tông quy, bao nhiêu ngoại môn đệ tử, bao nhiêu nội môn đệ tử, bao nhiêu trưởng lão, có gì loại đãi ngộ các loại vân vân. Mà những thứ này, xa so với trước đó Hằng Vũ Chí Tôn nói cho hắn biết, còn muốn kỹ càng vô số lần. Dù sao Hằng Vũ Chí Tôn cũng là nghe người khác nói, chính mình không có tự mình từng tới càng nguyên tông, biết không có khả năng so một cái ngoại môn chấp sự nhiều mà thông qua trọng trang trí tôn phổ cập khoa học, phong vân biết được càng nguyên tông mênh mông, cường đại, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Trong tông môn, chỉ là bên ngoài trí tôn liền có hơn vạn cái. Trong đó linh trí tôn chiếm 4 thành, huyền trí tôn chiếm 3 thành, địa trí tôn chiếm 2 thành, thiên trí tôn chiếm nửa thành, truyền kỳ trí tôn chiếm nửa thành. Đến mức trí tôn phía dưới chúa tể cũng không cần nói, có thể dùng nhiều như sao trời để hình dung. Mà cái này, chỉ là bên ngoài mà thôi, có thể nói chỉ là càng nguyên tông một góc của băng sơn mà thôi chân chính càng nguyên tông nội tình như thế nào, đã vượt qua phong vân tưởng tượng, thâm bất khả trắc. Mà liên quan tới đại ngộ phương diện, cũng phong phú đến phong vân không cách nào tưởng tượng tình trạng. Ngoại môn đệ tử, trực tiếp đưa tặng một khỏa đại thiên vũ trụ sinh mệnh cổ tinh, nghe tự hồ chẳng ra sao cả. Nhưng ngươi phải biết, đây chính là đại thiên vũ trụ sinh mệnh cổ tinh, nếu là lấy ra buôn bán, bao nhiêu trung thiên vũ trụ, tiểu thiên vũ trụ mới có thể bù đắp được một cái. Mà nội môn đệ tử, kia liền càng xa hoa, trực tiếp đưa tặng đại thiên vũ trụ nguyên một phiến tinh hệ. Bực này đãi ngộ, nhưng phong vân liếu cả lưỡi, các ngươi đại tông môn đều là chơi như vậy sao, trực tiếp đưa một mảnh tinh hệ như vậy khủng bố sao. Mà nói chuyện với nhau hoàn tất phía sau, phong vân liền tại trọng trang trí tôn an bài xuống, tiến vào trong phi thuyền xa hoa bên trong sáu gian nghỉ ngơi. Cái này xa hoa phòng xếp vốn là hắn vì chính mình chuẩn bị, nhưng bây giờ lại làm cho cho phong vân, cử động lần này cũng có xung xoe ý tứ. Dù sao phong vân thành vì nội môn đệ tử là 100% sự tình tại càng nguyên tông bên trong nội môn đệ tử địa vị nhưng so sánh ngoại môn chấp sự cao hơn như vậy một chút với lại lấy phong vân tiềm năng tương lai tất nhiên biết đi càng xa sớm định bợ hiển nhiên là không có chút nào chỗ xấu cái này dễ hiểu đạo lý sống nhiều năm như vậy trọng trang trí tôn tự nhiên là so với ai khác đều rõ ràng phong vân thấy rõ đối với mấy cái này trong lòng cũng biết bất quá hắn cũng không có nói toạt đã đối phương muốn lấy lòng hắn cũng vui vẻ đến tiếp nhận dù sao hắn cũng không có tổn thất dù sao hắn cũng thói quen loại chuyện này lúc trước tiểu thiên vũ trụ bên trong, ông hắn đùi, còn thiếu sao. Cứ như vậy, lại là thời gian ba năm lặng yên mà qua. Một ngày, trong phi thuyền. Phong vân vừa mới soát xong hình chiếu, cũng từ bên trong tuyển chọn mấy cái viên mãn cấp đao đạo pháp tác dung hợp sau đó, không bao lâu, bên ngoài liền truyền đến trọng trang trí tôn thanh âm. Phong vân, chúng ta đến. Chương 783, Nhất đạo chi quân. Canh 2. Khi phong vân đi ra xa hoa phòng xếp, xuyên thấu qua màn hình lớn nhìn ra phía ngoài cảnh tượng lúc, mà lấy hắn tâm tính, cũng bị hung hăng chấn một chút. Phía trước là một cái to lớn đến vượt qua hắn tưởng tượng to lớn vũ trụ thế giới, nằm ngang tại vô biên hỗn độn bên trong, đơn thuần đường kính, phong vân xem chừng liền có tỷ tỷ điềm báo năm ánh sáng. Đây quả thực không cách nào tưởng tượng. Loại trình độ này quy mô, đã không phải là bao nhiêu cái trung thiên vũ trụ cùng tiểu thiên vũ trụ có thể so sánh với. Đôi bên căn bản cũng không tại một cái tầng cấp bên trên, nói là hạo nhật cùng hạt bụi nhỏ cũng không đủ. Phong Vân lại một lần nữa cảm giác than thở tự mình lựa chọn đi ra là bao nhiêu chính xác quyết định, nếu là cả một đời đợi tại tiểu thiên vũ trụ bên trong, sợ là mãi mãi cũng không cách nào kiến thức đến mực này mênh mông tràn cảnh. Mà hắn cũng hiểu biết, vì sao sở hữu trung thiên vũ trụ, tiểu thiên vũ trụ sinh mệnh nhóm, đối với tiến vào càng nguyên đại thiên vũ trụ cố chấp như thế. Hiện tại tự mình đứng tại càng nguyên đại thiên vũ trụ trước mặt, Phong Vân cảm thấy, chính mình tự hồ biết nguyên nhân. Đi thôi, chúng ta đi vào. Một bên trọng trang trí tôn lúc này mở miệng nói. Ơn. Phong vân thu hồi ánh mắt. Sau đó, hai đạo lưu quang phá không mà đi, không bao lâu, liền vượt qua thế giới bích chướng, tiến vào càng nguyên đại thiên vũ trụ nội bộ. Vừa vào trong đó, Phong vân thậm chí không cần cảm giác, giữa thiên địa các loại nguyên khí tại hắn trong mắt đều cơ hồ ngưng tụ thành thực chất giống nhau, dồi dào đơn giản không tưởng nổi, với lại chất lượng cũng cao rối tinh rối mù. Tại dạng này hoàn cảnh dưới, cho dù là một con lợn, cũng có thể thành thần. Mà cái này chỉ là phía ngoài nhất mà thôi phong vân theo trọng trang trí tôn một đường xâm nhập ven đường thấy nguyên lực chất lượng và số lượng cũng tại không ngừng tăng lên lấy thậm chí phong vân còn cảm nhận được thần lực ba động tại trung thiên vũ trụ cùng tiểu thiên vũ trụ thần lực chỉ tồn tại ở vũ trụ trung tâm nhất thần lực hải dương bên trong cực kỳ trân quý nhưng ở đại thiên vũ trụ thần lực vậy mà hỗn tạp tại vũ trụ nguyên lực bên trong loại hiện tượng này chỉ có một loại nguyên nhân giải thích kia chính là cái này đại thiên vũ trụ trung thần lực lượng quá nhiều nhiều đến đều đầy tràn đi ra từ đó tản mát đến vũ trụ các nơi, hình thành bây giờ cảnh tượng. Thần lực nhiều đến tràn ra tới, đây là một loại khái niệm gì? Phong vân trong lòng liếu lưỡi, cái này càng nguyên đại thiên vũ trụ, chỉ là thần lực, sợ là liền có thể bao phủ không biết bao nhiêu cái trung thiên vũ trụ cùng tiểu thiên vũ trụ. Tại cái này loại một đường tâm thần lung lay tình huống dưới, ước chừng qua một canh giờ, phong vân cùng trọng trang trí tôn, rốt cục đuổi tới càng nguyên tông. Đại thiên vũ trụ đều như vậy rộng lớn, hành vi toàn bộ đại thiên vũ trụ hạch tâm trung hạch tâm, càng nguyên tông tự nhiên cũng không kém bao nhiêu. Liên miên vô tận thần sơn đứng vững vàng tại tinh không chi hạ, cao ngất đến khó có thể tưởng tượng trình độ, vô số ngôi sao còn cuốn ngọn núi, mà tại ngọn núi chi đỉnh, lại tọa lạc lấy từng tòa từng tòa bàn bạc thần điện, chí cao chí thượng, thần thánh vô lượng. Xa xa nhìn lại, tựa như chúng thần trụ sở. Những cái kia vần quanh thần sơn sao trời, mỗi một khỏa phía trên đều là một vị ngoại môn đệ tử, mà nội môn đệ tử, thì không ở chỗ này chỗ. Trọng trang chí tôn chỉ về đằng trước nói ra, đến mức thần sơn bên trên thần điện ở lại đều là chúng ta càng nguyên tông nội môn các trưởng lão từ ngoài hướng trong theo thứ tự tiến dần lên mà chỗ sâu nhất thì là mấy vị phó tông chủ cùng từ cổ chí kim đệ nhất cường giả tông chủ đại nhân nói xong lời cuối cùng trọng trang chí tôn trong mắt đã tràn đầy cuồng nhiệt loại vẻ mặt này phong vân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa trước kia tại tiểu thiên vũ trụ lúc những cái kia sinh mệnh nâng lên vô thượng chí tôn lúc cũng là này tấm thần sắc. chỉ chẳng qua hiện nay tại đại thiên vũ trụ chí tôn cũng coi như không cái gì đi ta hiện tại dẫn ngươi đi trong đó một tòa thần sơn, phía trên kia là nội môn đệ tử khảo thí đại điện. Lúc này, trọng trang trí tôn mang theo phong vân bay hướng phía ngoài nhất một tòa thần sơn bên trên. Bởi vì trọng trang trí tôn duyên cớ, trên cơ bản một đường thông suốt, cực kỳ thuận lợi liền tiến vào càng nguyên tông nội bộ. Mà phong vân cũng không có ở càng nguyên tông bốn phía hư không thượng cảm nhận được cái gì đại quy mô trận pháp vết tích, phản phất hoàn toàn không đề phòng giống như. Sau đó hắn liền hiểu, căn bản không cần như thế. Toàn bộ đại thiên vũ trụ đều là càng nguyên tông, bố trí trận pháp đến phòng ai lại nói bên trong còn có đại thiên vũ trụ đệ nhất cường giả càng nguyên tông tông chủ ai dám xâm lấn trừ phi là chính mình muốn chết vị này càng nguyên tông tông chủ hẳn là truyền thuyết bên trong nhất đạo chi quân đạo quân cấp tồn tại a phong vân vô ý thức nhìn xem càng nguyên tông chỗ sâu mặc dù không thấy gì cả nhưng bằng mượn chí tôn cấp linh hồn lực hắn cũng có thể lờ mờ bắt được ở trong đó bao hàm cực kỳ sợ hãi sợ tựa như cấm địa sinh mệnh giống nhau nói lên vị này càng nguyên tông tông chủ đó cũng là một cái vô thượng truyền kỳ. Năm đó đại thiên vũ trụ, cũng là như là phong vân vị trí tiểu thiên vũ trụ một dạng, quần hùng các cứ, vạn tộc sang sát, hỗn loạn không chịu nổi. Mà cái này vị càng nguyên tông tông chủ nơi này chờ loạn thế sinh ra, như sao chổi cuộc khởi, thua tận cùng thời đại thiên kiêu, sau đó càng là đã xảy ra là không thể ngăn cản, lấy đánh tan phong thái thái, dễ như trở bàn tay, chém hết chư địch. Cuối cùng lấy thủ đoạn thiết huyết, hàng phục vạn tộc, nhất thống đại thiên vũ trụ, lập nên càng nguyên tông bực này hành động vĩ đại, phong vân đều muốn cảm thấy, vị này càng nguyên tông tông chủ cầm sợ là nhân vật chính kịch bản. mà tại phong vân trong lòng bảy muốn tám muốn thời điểm, trọng trang trí tôn mang theo hắn đi vào một tòa cung khuyết trước đó. cao có trăm trượng, toàn thân linh quan rạng rỡ, giống như lưu ly xây trúc phía trên có một phương thanh ngọc bản hiệu, ngay ngắn thắt lấy ba chữ to. nội môn điện. đi, chúng ta đi vào. trọng trang trí tôn ở phía trước dẫn đường. phong vân lúc này cất bước bước vào nội môn điện bên trong gặp qua bá quân trưởng lão. Nội môn điện bên trong, có một vị người mặc minh áo giáp màu vàng trung niên nhân, tóc đen râu đen, bề ngoài xem ra cực kỳ nhân tộc cực kỳ tương tự, bất quá sinh ra bốn tay, hai mắt như là trăng sáng sáng ngời, trên thân tựa như bao phủ nhất trọng thế giới, không thể nắm lấy, thâm bất khả trắc. Trọng trang trí tôn hướng phía vị này bốn tay trung niên nhân cung kính hành lễ nói. Phong vân đứng ở phía sau, thì làm bộ nhìn một chút, sau đó nhanh chóng dời ánh mắt, cũng ôm quyền thi lễ. Mà không bao lâu, tại hắn tấm gương, một tiếng len ken thanh âm nhắc nhở truyền đến. Hình chiếu đối tượng, bá quân chí tôn. Tuổi tác, 9985 vạn kỷ. Cảnh giới, hỗn độn truyền kỳ chí tôn. Rơi xuống, chí tôn cấp võ kỷ, thần thánh thiên ca. Chí tôn cấp võ kỷ, thánh tế. Chí tôn cấp võ kỷ, tài phạt thất thức. Chí tôn cấp quang minh công pháp, thần thánh chí tôn điển. Chí tôn cấp quang minh hệ thiên phú. Quang minh chi đạo, chín tầng. Hỗn độn truyền kỳ chí tôn. Phong Vân nhìn xem tấm gương trung hình chiếu, ánh mắt hơi rét, hơn nữa còn là quang minh hệ hỗn độn truyền kỳ trí tôn. Chương 784, Cá chép hóa rồng Canh 3 Phong Vân còn là lần đầu tiên hình chiếu đến truyền kỳ trí tôn, hơn nữa còn là hỗn độn truyền kỳ trí tôn. Tâm hắn nói không hổ là đại thiên vũ trụ, lúc này mới vừa mới tiến đến, liền gặp được truyền kỳ trí tôn, hơn nữa còn không phải hóa thân. Ngay tại Phong Vân trong lòng âm thầm cảm khái thời điểm, đại điện bên trong vị kia hỗn độn truyền kỳ chí tôn đem ánh mắt nhìn về phía Phong Vân, có chút kiêu mi, đây chính là như lời ngươi nói cái kia đến từ tiểu vũ trụ thế giới thiên kiêu sao. Tại đại thiên vũ trụ sinh linh trong mắt, trung thiên vũ trụ cùng tiểu thiên vũ trụ đều gọi chung vì tiểu vũ trụ, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, cả hai cũng không khác biệt, đều là giống nhau nhỏ yếu. Chính là Trọng trang trí tôn gật đầu, hắn tên vì phong vân, trưởng lão có thể khảo thí một lần, liền biết ta nói tới là thật là giả. Ân ừ. Bá quân truyền kỳ trí tôn gật gật đầu, sau đó khẽ ngoắt một cái, lập tức đại địa chấn động, từ đại điện chỗ sâu, đi tới một tôn cao lớn vô cùng khôi ngô thân ảnh, ước chừng 10 m, toàn thân bị áo giáp màu tím bao trùm. Tay cầm một thanh cự kiếm, uy thế ngập trời. Đây là nội môn đệ tử khảo thí chuyên dụng tử cực thần ngẫu, người nếu có thể đánh bại nó, liền coi như hợp cách. Bình tĩnh thanh âm truyền đến, không mang theo mảy may tình cảm ba động. Đối diện, Phong Vân đánh giá cổ này tử cực thần ngẫu, cực kỳ hiển nhiên, đây là một bộ khôi lỗi, hơn nữa còn là một bộ cực kỳ cường hoành khôi lỗi. Từ kia tản mắt ra, tựa như thiên băng địa liệt khí thế, cổ này khôi lỗi, tối thiểu cũng có vô hạn tới gần tại địa chí tôn cấp chiến lực. Nội môn đệ tử khảo thí, đối thủ thế mà vô hạn tới gần tại địa chí tôn, thật sự là. Phong Vân không khỏi liếu lưỡi, chẳng trách hàng Vũ Chí Tôn cùng A Cờ Chí Tôn đối với hắn thành vì nội môn đệ tử không ôm bất cứ hy vọng nào, bởi vì cái này ngưỡng cửa thực sự quá cao. Yêu cầu chúa tể cấp liền có được có thể so với địa chí tôn chiến lực, quá hà khắc. Nếu như là trước đây Phong Vân, thật đúng là không cách nào thông qua bất quá bây giờ sao? Nghĩ đến đây, chỉ thấy phong vân chân điểm một cái, không thấy hắn có chút động tác, một giây sau, trong nháy mắt vượt qua trùng điệp khoảng cách, đi vào kia tử cực thần ngẫu bên người. Không có giữ dằn ba động, cũng không sợ gì sợ khí cơ, chỉ có một chỉ nhẹ nhàng điểm ra. Một chỉ điểm ra, nhìn như thông thả, nhưng lại chớp lát ở giữa liền xuất hiện tại tử cực thần ngẫu chỗ mi tâm, nhẹ nhàng rơi xuống. Bành. Một giây sau, kia tử cực thần ngẫu trực tiếp bạo bay ra ngoài, lấy một loại tốc độ kinh khủng vạch phá không khí, hung hăng nện ở đại điện trên vách tường, đem trọn cái đại điện đều chấn dao động ba dao động. Hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt, quá mức. Thấy cảnh này, cho dù là kia bá quân truyền kỳ chí tôn, sắc mặt cũng có chút biến hóa, nhìn không được nhìn nhiều phong vân hai mắt, không khỏi gật gật đầu. Không sai, trong nháy mắt đánh bại tử cực thần ngẫu, tại cái này một nhóm trong đệ tử nội môn, có thể đứng vào trước 100. Chỉ có thể đứng vào trước 100 sao? Phong vân đối đại thiên vũ trụ thiên kiêu tiêu chuẩn có một cái cấp độ càng sâu hiểu. Đương nhiên, hắn cũng không có hoàn toàn bày ra bản thân chiến lực, chỉ là vận dụng nhục thân lực lượng, mà linh hồn lực lượng, kiếm đạo quy tắc chờ một chút, đều không có thi triển đi ra. Bất quá hắn vừa mới kia một kích, cũng đã đạt tới địa chí tôn cấp chiến lực. Dùng cái này có thể đẩy ra, lần này mới lên cấp nội môn đệ tử, cao nhất tiêu chuẩn, sợ là đạt tới thiên chí tôn cấp. Chúa tể cấp chiến lực liền có thể so với thiên chí tôn cấp, đây là cỡ nào khủng bố. Với lại, đây vẫn chỉ là mới lên cấp nội môn đệ tử, những cái kia uy tín lâu năm nội môn đệ tử, thực lực chỉ sợ càng thêm thâm bất khả trắc. Cái này khiến Phong Vân cảm nhận được nồng đậm áp lực, mà loại cảm giác này, hắn đã thật lâu không có cảm nhận được. Tại tiểu thiên vũ trụ bên trong, Phong Vân cơ hồ là vô địch, chưa từng có ai đã cho hắn áp lực, cơ hồ là một đường quét ngang tới. Nhưng bây giờ, đi tới nơi này đại thiên vũ trụ phía sau, hắn mới hiểu, cái gì mới là thiên ngoại hữu thiên, nhân thượng hữu nhân. Hắn dĩ vãng chỗ tự kiềm chế thiên phú cùng chiến lực, ở chỗ này cũng không phải là xuất sắc như vậy, còn có mạnh hơn hắn bất quá phong vân cũng không cảm thấy uể oải thậm chí còn có chút hưng phấn dạng này mới có tu hành động lực a hắn phản phất lại tìm về lúc trước lần đầu đạp vào con đường tu hành lúc loại kia truy cầu cảm giác đem đối thủ cái này đến cái khác siêu việt cuối cùng làm đến bể nghệ bác hoang khinh thường chư vương mà tại phong vân nội tâm hoạt động gió nổi mây phun thời điểm đại điện bên trong bá quân truyền kỳ chí tôn đem một viên lệnh bài đưa đến phong vân trước mặt đó là một viên huyền kim sắc lệnh bài phía trên điêu khắc có vô tận hoa văn vân sáng dập dần xem ra tựa như ảo mộng phản phất nội uẩn một cái đại thế giới giống nhau, làm người say mê. Đây là nội môn đệ tử lệnh bài, luyện hóa nó, ngươi liền chính thức thành vì nội môn đệ tử. Một bên trọng trang trí tôn tranh thủ thời gian mở miệng giải thích, luyện hóa thử một chút. Phong Vân nhẹ nhàng gật đầu, một tia linh hồn lạc ấn lộ ra, lượng lờ thượng cái này mai huyền kim sắc lệnh bài, đem luyện hóa. Một giây sau, khi huyền kim sắc lệnh bài hóa thành một đạo lưu quang, vậy mà bay đến Phong Vân mi tâm trước, hóa thành một cái kim sắc lạc ấn, tương tự gần sóng, lộ ra một loại uy áp thần thánh cảm giác đây chính là ta càng nguyên tông nội môn đệ tử tiêu chí kim sắc lạc ấn mà ngoại môn đệ tử thì là lam sắc đi lên hạch tâm đệ tử là tử sắc trưởng lão thì là ngũ thải sắc phó tông chủ là thất thải sắc đến mức chúng ta tông chủ đại nhân thì là trên đời duy nhất cửu sắc càng nguyên tông hiển nhiên đối với nhan sắc là ưa thích không rời hoặc là nói là vị kia càng nguyên tông tông chủ đối nhan sắc ưa thích không rời đặc biệt lấy nhan sắc đến phân chia từng cái giai tầng thân phận bất quá cứ như vậy cũng tốt tối thiểu rõ ràng sáng tỏ thân phận gì địa vị gì một mắt không sai cứ như vậy thành vì càng nguyên tông nội môn đệ tử đại điện bên trong phong vân sờ lấy trên trán mình kim sắc lạc ấn cảm thấy cảm giác than thở hồi tưởng cùng nhau đi tới lịch trình thật đúng là không dễ dàng nếu không có hắn sớm đến thanh giác vũ trụ thu hoạch nhiều như vậy chất lượng tốt hình chiếu từ đó tuôn ra nhiều như vậy thể chất thiên phú cùng linh hồn thiên phú nhưng hắn chiến lực đạt được tăng lên trên diện rộng bằng không thì nói cái này nội môn đệ tử thật đúng là cùng hắn vô duyên. Không thể nói trước, liền muốn từ khổ bức ngoại môn đệ tử bắt đầu chậm rãi chịu. Chỗ nào giống bây giờ dạng này, cá chết cùng long môn, trực tiếp từ một cái tiểu thiên vũ trụ đi ra nho nhỏ thiên kiêu, nhảy lên thành vì đại thiên vũ trụ càng nguyên tông nội môn đệ tử. Cái này trong đó không chỉ là chiến lực biến hóa, cũng có thân phận địa vị to lớn cải biến. Có thể không khách khí nói, hiện tại phong vân, cho dù là trung thiên vũ trụ các chí tôn, nhìn thấy hắn, đều muốn hành bái đại lễ, không dám chậm trễ chút nào cho dù là những cái kia vũ trụ truyền kỳ trí tôn nhóm, cũng không ngoại lệ. Đương nhiên, những này vẻn vẹn không đáng giá nhắc tới cải biến, chân chính đãi ngộ chỗ tốt, kia nhưng là không cách nào nói rõ, ai làm ai biết. Chương 785, Hoa lệ bản. Canh 1. Sau đó, Phong Vân liền cùng trọng trang trí tôn rời đi nội môn điện. Ta hiện tại đưa ngươi đi tân tấn nội môn đệ tử vị trí chỗ ở, ngươi trước tiên ở nơi đó dàn xếp lại. Ngoài điện, trọng trang trí tôn đối Phong Vân nói. Cái sau gật gật đầu, biểu thị không sai. A, à, đúng. Còn có một việc không có cùng ngươi nói. Qua một đoạn thời gian, liền sẽ cử hành tân tấn nội môn đệ tử giải thi đấu. Kết thúc về sau, liền biết căn cứ thành tích phân phối tinh hệ cương vực. Đến lúc đó ngươi nhớ rõ tận lực thu hoạch được tốt hạn. Thứ tự càng cao, phân đến tinh hệ cương vực liền sẽ càng tốt. Trọng trang trí tôn nhớ tới việc này, nhắc nhở. Phong vân ánh mắt khẽ nhúc nhích. Tân tấn nội môn đệ tử giải thi đấu sao? Nghe cũng không tệ bộ dáng. Đừng lo lắng. Mặc dù trước 10 là rất không có khả năng nhưng ngươi tranh thủ một chút, vào cái 50 vị trí đầu, phân phối đến tinh hệ cương vực cũng sẽ không quá kém. Trọng trang trí tôn nhìn xem phong vân không nói, cho là hắn lòng tin không đủ, liền vỗ vỗ cái sau bả vai, an ủi. Ân. Phong vân khẽ gật đầu. Mặc dù hắn đối bản thân tự tin, nhưng đại thiên vũ trụ thiên kiêu cũng không phải ăn chay, trước 10 những cái kia rõ ràng từng cái đều cường rối tinh rối mù. Cho dù là phong vân, cũng không dám đánh cược, chính mình nhất định 20 có thế chiến thắng bọn họ. Đại khái bao lâu sau cử hành? Phong Vân dò hỏi. Ta tính toán, đại khái 40-50 năm sau đi, cũng không bao lâu, rất nhanh. 40-50 năm thời gian sau. Phong Vân tự nói thầm, có lẽ hắn có thể mượn nhờ thời gian này đến đề thăng chính mình, 40-50 năm đầy đủ hắn soát rất nhiều lần hình chiếu. Với lại, hắn bây giờ thân ở càng nguyên tông, mặc dù nội môn trưởng lão cái gì, hắn khó mà tới gần, nhưng nội môn đệ tử lại cách hắn gần A. Xa không nói, những cái kia tân tấn nội môn đệ tử, đều là từng cái ở chỗ này. Nói cách khác, chỉ cần phong vân muốn hình chiếu bọn họ quả thực là vài phút sự tình có thế thành vì càng nguyên tông nội môn đệ tử cái nào không phải siêu cấp biến thái chỉ bất quá có đại trung tiểu phân chia mà thôi so ngoại giới cái gì thiên kiêu không biết cường hoành bao nhiêu phong vân có thể hình chiếu một cái cũng đã là kiếm lời nếu như tất cả đều hình chiếu tới chỉ sợ là so kiếm lời lớn còn kiếm lời lớn nghĩ tới đây phong vân cảm thấy khi cái gì tân tấn nội môn đệ tử giải thi đấu có lẽ hắn thật có thể tranh một chuyến người đứng đầu vị trí không bao lâu. Tại trọng trang trí tôn dẫn đầu dưới, phong vân liền tới đến một chỗ to lớn trong đại hạp cốc. Chỉ thấy nơi này bao la vô biên, có loạn thạch đá lởm chởm, cũng có thanh tuyền thác chảy, ở trung tâm một vũng bích hồ thôn nạp nhật nguyệt, mà tại bên bờ, thì tọa lạc lấy hai tòa đường hoàng cung khuyết. Bên trái cái kia cung khuyết là trống không, ngươi lại đến ở A, ta liền đem ngươi đến nơi này, về sau sự tình, liền dựa vào chính ngươi. Trọng trang trí tôn chỉ chỉ bên trái cung khuyết, nhẹ nhàng mở miệng nói đa tạ chỉ dẫn chi ân, phong vân sẽ không quên, ngày sau tất báo. Phong vân trịnh trọng hướng phía trọng trang trí tôn ôm quyền nói. Cái sau khoát khoát tay, không dám giành công, bất quá từ thần sắc hắn trông được đến, hiển nhiên chờ liền là phong vân một câu nói kia. Bằng không thì nói, hắn làm gì bận trước bận sau, đều có thể mặc kệ, sở cầu, không phải liền là phong vân một câu hứa hẹn sao. Đưa tiễn trọng trang trí tôn phía sau, phong vân liền bay về phía bên hồ bên trái tòa kia cung khuyết trước. Mà lúc này đây, chỉ thấy bên phải cung quyết chỗ, bỗng nhiên bay ra một bóng người, sau khi rơi xuống đất, hóa thành một cái khôi ngô thân ảnh. Chỉ thấy thân ảnh này đầu đầy xích phát, chiều dài sáu cái lỗ tai, trên mặt cũng không có ngũ quan, chỉ có một viên liếc ngang, cao có hơn 4 năm thước, phía sau sinh ra một đầu mọc đầy lân phiến cái đuôi. Từ xa nhìn lại, cực kỳ quái dị. Bất quá phong vân sông sáo vũ trụ nhiều năm như vậy, cái gì kỳ kỳ quái quái chủng tộc đều gặp, trước mắt thân ảnh này mặc dù quái dị, nhưng coi như có thế tiếp nhận. Ha ha, chờ tốt hơn một chút năm, rốt cục đến hàng xóm cái này xích phát tồn tại nhìn thấy phong vân phát ra cười to một tiếng bất quá hắn không có miệng cũng không thể nhìn thấy nụ cười chỉ có thể thông qua tinh thần cảm ứng được hắn vui sướng cảm xúc ngươi là nhân tộc a xích phát tồn tại đi tới gần quan sát tỉ mỉ một chút phong vân sau đó có chút chần chờ nói ân ừ, nhân tộc phong vân phong vân tự giới thiệu một lần lợi hại a nhân tộc tại ta ấn tượng trung vẫn luôn không thế nào mạnh không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể đi vào càng nguyên tông hoàn thành vì nội môn đệ tử ngưu phê a Xích Phát tồn tại cảm than thở một lần, sau đó tiếp tục nói, gọi ta Xích Khôi a. Phong Vân mặt ngoài nhận lời, kỳ thật nội tâm nói, ta đã sớm biết. Bởi vì giờ khắc này, tại hắn hình chiếu trong gương, Xích Phát tồn tại hình chiếu cũng sớm đã hình thành. Hình chiếu đối tượng, Xích Khôi. Tuổi tác, 99 kỷ. Cảnh giới, chúa tể cấp đại viên mãn. Rơi xuống, chúa tể cấp võ kỹ lôi hỏa diệt thế quyền. Chúa tể cấp võ kỹ phần thiên chữ hải. Chúa tể cấp võ kỹ cùng lôi cửu kích chúa tể cấp lôi hệ công pháp hỗn độn lôi kiếp đồ chúa tể cấp hỏa hệ công pháp hỗn độn hỏa linh quyển chúa tể cấp lôi hỏa dung hợp công pháp hỗn độn lôi hỏa công hỗn độn cấp lôi hệ thiên phú hỗn độn cấp hỏa hệ thiên phú lôi hệ quy tắc đại viên mãn hỏa hệ quy tắc đại viên mãn lôi hỏa dung hợp quy tắc đại viên mãn thiên phú thần thông linh tính thiên địa thiên phú thần thông phá diệt chi mâu không hổ là đại thiên vũ trụ vô thượng thiên kiêu rơi xuống bản như vậy hoa lệ, sau cái kia nội môn điện truyền kỳ trí tôn thảo thí trưởng lão còn muốn khoa trương nhiều. Phong vân nội tâm chật chật nói. Mặc dù trước mắt cái này xích khôi cảnh giới vẻn vẹn chúa tể cấp đại viên mãn, nhưng chân chính luận tiềm năng, là so cái kia cái bá quân truyền kỳ trí tôn cao hơn. Không nói chuyện khác, chỉ riêng kia hai cái hỗn độn cấp thuộc tính thiên phú, cũng đủ để nghiền ép hết thảy. Hỗn độn cấp, chính là vị liệt trí tôn cấp phía trên cấp độ. Cái này, tại lai lịch bên trên, trọng trang trí tôn liền cùng phong vân phổ cập khoa học qua có được như thế cấp độ thiên phú người, tu hành đến truyền kỳ trí tôn, cũng không có gì khó khăn. Bất quá bây giờ, ngươi hình chiếu liền về ta. Phong vân nhìn qua trước mắt xích khôi, nội tâm yên lặng nói. Mà cái này, chỉ là hắn gặp được cái thứ nhất tân tấn nội môn đệ tử mà thôi, rơi xuống bản liền đã như vậy hoa lệ, cái khác, đơn giản không dám tưởng tượng. Phong vân, ngươi là ta đi vào càng nguyên tông gặp được người bạn thứ nhất, nhìn thân thể ngươi xương yếu như vậy, về sau liền cùng ta lăn lộn đi, hai chúng ta cùng một chỗ dương danh càng nguyên tông lúc này, xích khôi thanh âm truyền đến. Nhìn ra được, đây là một cái đi thẳng về thẳng gia hỏa, tương đối hào sản, không có nhiều môn như vậy môn đạo nói. Phong vân lại có chút dở khóc dở cười, hắn huyết khí nếu là hoàn toàn bạo phát đi ra, sợ là đè cũng có thể đem xích khôi đè sập, kết quả tại đối phương trong mắt, hắn thể cốt thế mà yếu. Chương 786, Thiên Kiêu biến thành công cụ người. Canh 2 Trước mắt xích khôi mặc dù bản rất hoa lệ, nhưng này chỉ là tương đối mà nói, thật muốn luận hoa lệ, hắn tự nhiên là không bằng phong vân với lại chỉ riêng chiến lực mà nói phong vân cảm ứng được trước mắt xích khôi xem chừng cũng chỉ mới vừa đạt tới địa chí tôn cấp độ đây cũng là tân tấn nội môn đệ tử tiêu chuẩn đặt ở ngoại giới tự nhiên là vô biên khủng bố khi bị phụng là mạnh nhất thiên kiêu nhưng ở cái này càng nguyên tông bên trong chính là qua quyết bình bình xích khôi hiển nhiên cũng là biết được điểm ấy cho nên mới lôi kéo phong vân nhập bọn tạo thành một cái tiểu đoàn thể dù sao thêm một người nhiều một phần lực lượng sao đối với cái này phong vân cũng không nhiều lời cái gì vốn có hắn là muốn không để ý tới rẻ bất quá khi xích khôi nói ra đem mang theo hắn đi tân tấn nội môn đệ tử từng cái khu vực dạo chơi thuận thuận tìm xem còn có hay không cái khác cùng chung chí hướng đồng bạn lúc phong vân cự tuyệt nói liền cũng không nói đến miệng hắn đang lo không có một cái miễn phí dẫn đường mang theo hắn đi tìm tân tấn nội môn đệ tử không phải sao chính mình liền đưa tới cửa càng nguyên tông thật sự là quá lớn phong vân lại vừa mới đến đây cái gì đều chưa quen thuộc cái này xích khôi hiển nhiên đã tới nơi này hồi lâu, do hắn đến đảm nhiệm công cụ người, không còn gì tốt hơn. Thế là, tại cái này loại đôi bên cùng có lợi dưới cục diện, phong vân đơn giản đem chính mình cung quyết xử lý một chút phía sau, liền đi theo xích khôi rời đi. Tân tấn đệ tử khu vực, nói là khu vực, nhưng kỳ thật bao quát phạm vi đơn giản không cách nào tưởng tượng, với lại vị trí không đồng nhất. Cũng không phải là cùng phong vân tưởng tượng chung như thế tụ tập cùng một chỗ, mà là tốt năm tốt ba cách ra, riêng phần mình ở tại một góc những này tân tấn nội môn đệ tử vị trí, có tại thần sơn chi chân, có thì tại thần sơn chi eo, có, trực tiếp tại vần quanh thần sơn sao trời phía trên, lâm thời ở tại ngoại môn đệ tử địa phương. Phong vân, liền ngay tại thần sơn chi chân. Phong vân, ta cùng ngươi nói, lần này tân tấn nội môn đệ tử, bao quát ngươi ta ở bên trong, tổng cộng có hơn ngàn cái, từng cái đều cực kỳ bất phàm, nhất là có sáu vị, kia càng là thiên tài giữa bầu trời mới, yêu nghiệt trung yêu nghiệt. Cái này sáu cái quái vật, hoặc là đến từ càng nguyên tông dưới trướng phụ thuộc thế lực lớn, hoặc là liền là đến từ càng nguyên tông cái nào đó đại nhân vật hậu duệ, vô luận thiên phú, huyết mạch, tư chất, tâm tính, đều là không thể bắt bẻ, gần như hoàn mỹ. Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng cái này sáu cái quái vật chúng ta lần này tân tấn nội môn đệ tử bên trong, vô tồn tại có thế xuất kỳ hữu giả, trên thực tế, liền cái kia chút uy tín lâu năm nội môn đệ tử, có chút đều không phải là đối thủ của bọn họ. Bất quá không có sao, trừ cái này sáu cái quái vật bên ngoài, cái khác, hai chúng ta liên thủ nói, ngược lại là có thể liều mạng. Trên đường đi, xích khôi điên cùng cho phong vân phổ cập khoa học tân tấn nội môn đệ tử từng cái tin tức, nhất là cường điệu kia cái gọi là sáu cái quái vật. Càng là trăm phương ngàn kế cường điệu phong vân, nếu là ở tranh tài thời điểm gặp được bọn họ, muốn chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Sáu cái quái vật sao? Phong vân cũng cảm nhận được áp lực, nơi này cũng không phải trước đó siêu thần bản những ngày kia kêu có thể so sánh, nếu như hắn đoán trước không nói bậy, cái này sáu cái quái vật chiến lực đoán chừng đã bước vào thiên chí tôn cấp độ. Mặc dù có thể là vừa mới chạm đến, nhưng cho dù là mới vào thiên chí tôn, chiến lực liếc là địa chí tôn có thể so sánh, có thể nói một cái thiên, một cái địa. Tiền văn liền từng đề cập qua, chí tôn ở giữa, kém một cái giai vị, chiến lực cách biệt, có thể so với thiên địa khác biệt. Phong vân nếu là chiến lực toàn bạo, riêng phần mình tăng phúc trạng thái mở ra, ngược lại là có thể miễn cưỡng đạt tới thiên chí tôn ngưỡng cửa, nhưng loại này chiến lực, cũng chỉ là có thế tại cái này sáu cái trước mặt quái vật khó khăn lắm tự vệ mà thôi. Thật muốn chiến đấu, hắn tất nhiên là thua phương diện rất lớn. Bất quá may mà còn có 40-50 năm thời gian, còn có cơ hội. Phong Vân trong lòng yên lặng nói. Sau đó, cũng không lâu lắm, Phong Vân liền cùng Xích Khôi đến cái thứ nhất tân tấn nội môn đệ tử khu vực. Do Xích Khôi đi vào liên lạc giao tế, cũng chính là khoác lát phê, đến mức Phong Vân, hắn thì đứng ở bên ngoài, lấy sợ người lạ vì lý do, không có tham gia trong đó kỳ thật hắn là ngại phiền phức, với lại cái này dạng cũng có thể càng tốt hơn hình chiếu. Nghĩ như vậy, Phong Vân liền quét hai mắt chỗ sâu, trong bóng tối phát động tấm gương năng lực, hình chiếu lực lượng bao trùm toàn trường. Không bao lâu, liên tiếp hai đạo thanh âm nhắc nhở truyền đến. Hình chiếu đối tượng, Phép clip Tuổi tác, một kỷ. Cảnh giới, chúa tể đại viên mãn. Rơi xuống, chúa tể cấp võ kỷ, cứu cực thần nguyên pháo. Chúa tể cấp võ kỷ, kim lôi cửu diệu sát. Chúa tể cấp võ kỹ thất tuyệt đồ lục chúa tể cấp kim hệ công pháp kim nhật vô cực công hỗn động cấp kim hệ thiên phú hỗn động cấp lôi hệ thiên phú chúa tể cấp hỏa hệ thiên phú chúa tể cấp một hệ thiên phú chúa tể cấp quang minh thiên phú hình chiếu đối tượng ghiêu tuổi tác 99 kỷ cảnh giới chúa tể đại viên mãn rơi xuống chúa tể cấp võ kỹ băng cực liệt trọng trảo chúa tể cấp võ kỹ ám quyết thiên sát kiếm chúa tể cấp võ kỹ hoàng vũ sĩ thiên chỉ chúa tể cấp băng hệ công pháp băng vẫn sư nguyệt kinh hỗn động cấp băng hệ thiên phú hỗn động cấp hỏa hệ thiên phú chúa tể cấp kiếm đạo thiên phú băng hệ quy tắc 10 tầng hỏa hệ quy tắc 10 tầng băng hỏa dung hợp quy tắc 10 tầng kiếm đạo quy tắc 3 tầng một cái tám loại thuộc tính thiên phú trong đó hai cái đạt tới hỗn độn cấp một cái khác hai cái hỗn độn cấp thuộc tính thiên phú còn lĩnh ngộ ba tầng kiếm đạo quy tắc phong vân xem hết hai cái này tân tấn nội môn đệ tử hình chiếu không khỏi kinh ngạc, quả nhiên không phụ hắn hy vọng, hoa lệ rối tinh rối mù. Đây chính là đại thiên vũ trụ thiên kiêu A. À. Không khách khí nói, hai cái này tùy tiện một cái, tiến về trung thiên vũ trụ, tiểu thiên vũ trụ, đừng nói quét ngang chúa tể, liền ngay cả trí tôn, đại bộ phận cũng đều là quét ngang. Mặc dù trí tôn tu tập là trí tôn cấp võ kỹ, nhưng ở những này đại thiên vũ trụ thiên kiêu trước mặt, cũng không đáng chú ý. Đại thiên vũ trụ thiên kiêu nhóm, cho dù tu tập là chúa tể cấp võ kỹ, nhưng bởi vì bọn hắn thuộc tính thiên phú cao, Phát huy ra uy năng cũng vô biên đáng sợ. Trái lại những cái kia các chí tôn lại không có cách nào hoàn toàn phát huy ra chí tôn cấp võ kỹ uy lực. Mặc dù các chí tôn lĩnh ngộ thuộc tính chi nói, nhưng Thiên Kiêu nhóm không chỉ có có dung hợp quy tắc mà còn có dung hợp thần lực, đem hai cùng so sánh, chí tôn căn bản không có chút nào ưu thế. Mà cái này, liền liền là đại thiên vũ trụ Thiên Kiêu chỗ kinh khủng. Bất quá đối với Phong Vân tới nói, những này đại thiên vũ trụ Thiên Kiêu càng khủng bố càng tốt, cứ như vậy, hắn thu hoạch đến hình chiếu cũng biết càng thêm cường đại ngẫm lại liền thoải mái một nhóm. Chương 787, tổ ba người. Canh ba. Cứ như vậy, Phong Vân theo Xích Khôi không ngừng tại Tân Tấn nội môn đệ tử khu vực tản bộ. Xích Khôi mỗi đến một chỗ khu vực, đều biết phát huy hắn ba tất không nát miệng lưỡi, dựa vào nhìn như chính kinh, kỳ thực lắc lư lời nói, nói gọi là một cái thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quan. Nhưng mà, cũng không có cái gì trứng dùng. Cho đến bây giờ, bọn họ đi dạo khoảng chừng đem mấy trăm chỗ, Xích Khôi bên người trừ Phong Vân bên ngoài, vẫn như cũ là không có chút nào một người. đây đối với Xích khôi tới nói, không thể nghi ngờ là một cái đã kích, meo, hoàn toàn không người nào để ý hắn a. À. mà đối với Xích khôi phiền muộn, phong vân giờ phút này tâm tình lại vui vẻ rối tinh rối mù. không khác, lúc này ở phong vân hình chiếu trong gương, đang có gần tới ngàn cái kiểu mới hình chiếu hình thành. nơi này mỗi một cái đều là tới từ những này tân tấn nội môn đệ tử, mỗi một cái rơi xuống bản đều vô cùng hoa lệ. có thể nói, tân tấn đệ tử bên trong, trừ kia sáu cái quái vật cùng cách đó không xa một vị bên ngoài, còn lại trên cơ bản đều bị phong vân cho hình chiếu. mà bây giờ khi một vị duy nhất cũng vừa vừa bị phong vân hình chiếu xong, kia sáu cái quái vật theo xích khôi nói cũng không tại tân tấn đệ tử khu vực. phong vân trong lòng lẩm bẩm, ngẫm lại cũng rất bình thường, sáu cái quái vật đều là lai lịch phi phàm, phía sau đều có đại nhân vật chỗ dựa, làm gì cũng sẽ không ở đệ tử khu vực ở, khẳng định có càng tốt hơn địa phương. phong vân thấy rõ những này, trong lòng cũng không có không công bằng cái này sáu cái quái vật là dựa vào phía sau đại nhân vật mới làm đến những này, một ngày kia, phong vân dựa vào chính mình cũng có thể làm đến, không có cái gì có thế hâm mộ ghen ghét. Mà lúc này đây, chỉ thấy xích khôi từ đằng xa bay ra ngoài, lúc này thần sắc hắn không còn tự bế, trở nên lòng tin tràn đầy, phản phất lần nữa khôi phục thần thái. Cá nhân, ở bên người hắn, thêm một cái gầy gò nho nhỏ thân ảnh. Thân ảnh này là cái khô gầy người trẻ tuổi, đại khái 1m7 trái phải, cái này thân cao tại cao 4, 5m xích khôi trước mặt, cùng cái con gà con không có gì khác nhau. Phong vân huynh đệ, đi qua ta không ngừng cố gắng, đội ngũ chúng ta lại lớn mạnh. Xa xa, xích khôi thanh âm liền truyền tới, một giây sau, hắn đi tới gần, không kịp chờ đợi mở miệng nói, đến giới thiệu một chút, vị này mới gia nhập huynh đệ tên là Miêu Lai. Miêu Lai, đây là phong vân. Ngươi, ngươi tốt. Miêu Lai có phần vì hướng nội, chỉ dám ngẩng đầu nhìn một chút phong vân, sau đó liền nhanh chóng cúi đầu, yếu ớt thanh âm truyền tới. Ngươi tốt. Phong Vân Kỳ thật đã sớm biết Miêu Lai danh tự, dù sao cái sau hình chiếu ngay tại hắn hình chiếu trong gương. Bất quá cái này cái Miêu Lai rơi xuống bản có chút kỳ quái, phía trên vậy mà viết huyết mạch chưa giác tỉnh. Nhưng chưa giác tỉnh huyết mạch, liền để cái này Miêu Lai có được bốn loại hỗn độn thuộc tính thiên phú, cái này nếu là thức tỉnh, cái kia còn đến. Xem ra là cái tiềm ẩn siêu cấp yêu nghiệt. Phong Vân nội tâm khẽ nói, cái này Miêu Lai, có lẽ tương lai sẽ trưởng thành đến cực cao tình trạng. Nghĩ tới đây, Phong Vân liền không khỏi nhìn nhiều xích khôi, cái này hàng cho đến bây giờ, cũng chỉ kéo hai người nhập bọn. Một cái Phong Vân chính mình, một cái Miu Lai. Nhưng bọn hắn hai người này, đoán chừng là nhóm này tân tấn đệ tử bên trong, gần với sáu cái quái vật. Không thể không nói, xích khôi khả năng liền là truyền thuyết bên trong Âu Hoàng A. Nửa ngày không kéo được một người, kéo một phát liền kéo đến ngưu Nhất V. Đương nhiên, người trong cuộc chính mình khả năng không có cái này khái niệm, hắn đoán chừng còn cho là mình là ba người trong tiểu đội nhất treo đâu. Thật tình không biết, liền nhất gầy yếu Miu Lai kỳ thật đều mạnh hơn hắn nhiều tốt gặp lại liền là duyên ta xích khôi tuyên bố ba người chúng ta tổ như vậy thành lập xa hoa đường hoàng trong cung điện xích khôi nâng chén đứng lên đối phong vân cùng miêu lai nói ra một bộ hào tình vạn trượng tư thái tựa như đánh máu gà một dạng bên cạnh phong vân nhẹ nhàng cười cười đang muốn uống rượu bỗng nhiên một đạo truyền âm tại đầu óc hắn trung vang lên phong phong vân kỳ thật ngươi so xích khôi mạnh hơn nhiều a à, ngươi tại sao phải gia nhập hắn cái này rõ ràng là miêu lai truyền âm ân phong vân bất động thanh sắc hớp một cái rượu phản truyền âm trở về nói ngươi không cũng giống như vậy ta ta chỉ là muốn kết giao bằng hữu mà thôi yếu ớt thanh âm truyền đến kết giao bằng hữu phong vân trong đầu hiện lên một vòng hoang đường ý nghĩ cái này cần là bao nhiêu vô nghĩa lý do bất quá khi hắn nhìn thấy miêu lai kia một mặt đơn thuần biểu lộ phong vân cảm thấy có lẽ cái này thật đúng là có thể là đối phương lý do đại thiên vũ trụ càng nguyên tông bên trong không nghĩ tới còn có dạng này tiểu bạch Phong Vân lắc đầu, quả nhiên là đại thiên vũ trụ, không thiếu cái lạ. Bất quá cái này cùng hắn cũng không có quan hệ gì, hắn cũng lười đi quản. Không bao lâu, một trận tụ hội qua đi, xích khôi liền cùng Phong Vân, Miêu Lai nói lên tân tấn đệ tử giải thi đấu sự tình. Lần so tài này, theo ta thăm dò được, đem biết lấy một cái thế giới vì sân thi đấu, cũng ở bên trong đặt từ hạng nhất đến tên thứ 50 không đợi thứ tự lệnh bia, chỉ cần tìm được những này lệnh bia, cũng đợi cho tranh tài kết thúc. Coi như thành công. Trước 10 độ khó quá cao, chúng ta liền không tranh, từ thứ 20 đến thứ 50, lấy chúng ta ba vị lực lượng, có thể một hồi, các ngươi nhìn, thế nào? Tốt. Miêu Lai hiển nhiên đối với cái này cái cũng không chú ý, rất có một loại nước chảy bèo trôi cảm giác, nhẹ nhàng phụ họa nói. Phong Vân tự nhiên cũng không có ý kiến gì, so sánh cái này, hắn còn có càng chuyện trọng yếu muốn làm. Cái kia chính là, hắn chuẩn bị đi vần quanh thần sơn những cái kia sao trời đi lên. Trước đó hắn từng hỏi thăm qua xích khôi, đi nơi nào tìm nhiều siêu cấp kiếm tu hắn muốn từ kiếm tu bắt tay vào làm đến đề thăng chính mình kiếm đạo quy tắc mà cái sau nói cho hắn biết càng nguyên tông có một vị trưởng lão là chuyên môn tu kiếm nó dưới trướng có đại lượng kiếm tu có nội môn đệ tử cũng có ngoại môn đệ tử nội môn đệ tử phong vân tạm thời là hình chiếu không đến bởi vì từng cái đều tại lãnh địa mình bên trong không tại càng nguyên tông tổng bộ bất quá ngoại môn đệ tử phong vân cảm thấy mình có thể hình chiếu một đợt mặc dù ngoại môn đệ tử trúng kiếm tu trên cơ bản đều là một tầng hoặc là nửa tầng loại kia, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều a. À. Mấy vạn cái ngoại môn kiếm tu, đem bọn hắn hình chiếu tập hợp, cũng là một bút kinh người tài phú. Lượng biến gây nên chất biến, cái này vĩnh hằng bất biến đạo lý, phong vân tự nhiên so với ai khác đều rõ ràng. Sau đó, phong vân cùng xích khôi, miêu lai bọn họ sau khi tách ra, trực tiếp bay thẳng cách chỗ mình ở, hướng càng nguyên tông nội bộ nào đó một tòa thần sơn bay đi. Khi thần sơn ở phía xa chợt nhìn, trừ vừa cao vừa lớn bên ngoài, không sao đặc thù nhưng khi phong vân sau khi đến gần trong cơ thể hắn kiếm đạo quy tắc liền bắt đầu có chút rung động lên có một loại không bị khống chế cảm giác mà tòa kia thần sơn tại hắn trong mắt cũng không còn là một ngọn núi mà là một thanh nối liền trời đất tuyệt thế thiên kiếm chương 788, hình chiếu kiếm tu canh một thông thiên kiếm sơn chính là trước mắt tòa này thần sơn danh tự nghe nói kiếm này núi là vị kia nội môn trưởng lão kiếm đạo biến thành mà thành kinh lịch vô số năm mới hình thành như vậy quy mô phong vân không biết cái này bản truyền thuyết là thật là giả bất quá khi hắn tới gần thời điểm rõ ràng cảm nhận được một loại tuyệt thiên tuyệt địa kiếm đạo phong mang đó là phản phất có thế diệt tuyệt hết thảy chi kiếm bất quá loại tình huống này nhường phong vân không kinh sợ mà còn lấy làm mừng ít ngồi đáy giếng nhìn thấy đốm như vậy đó có thể thấy được nơi này kiếm tu tất nhiên sẽ không để cho hắn thất vọng nghĩ đến đây phong vân liền tăng thêm tốc độ nhẹ nhàng lóe lên dung nhập hư không bên trong hướng thông thiên kiếm sơn vần quanh sao trời thượng bay đi đại thiên vũ trụ ô không gian bên ngoài kiên cố, nội ứng không gian thuộc tính cũng so tại tiểu thiên vũ trụ lúc muốn càng thêm bàn bạc mênh mông. Cho nên phong vân muốn muốn ở chỗ này tiến hành không gian thuấn di, độ khó liền không chỉ một sao nửa điểm. Tỷ như tại tiểu thiên vũ trụ, một cái chớp mắt có thể đạt tới một năm ánh sáng khoảng cách, nhưng ở nơi này, liền muốn rút lại bảy tám phần. Đến mức phá toái hư không, khi liền càng không muốn nghĩ. Ở chỗ này, thiên chí tôn đều không có biện pháp đánh nát không gian. Một khắc đồng hồ sau phong vân tới gần thông thiên kiếm sơn tiếp xúc gần gũi kiếm này núi đơn giản cao ngất không thể tưởng tượng nổi hắn đứng tại giữa không trung liền cùng một cái con kiến hôi giống như không gì sánh được tùy ý cảm khái một lát phong vân liền đưa ánh mắt về phía những cái kia lóng lánh sao trời bên trên trong mắt hắn nơi đó đã biến thành từng cái bảo tàng chi địa chờ đợi hắn đi khai quật ta đến bao hàm hưng phấn một tiếng than nhẹ một giây sau phong vân lao ra mấy cái thời gian lập lòe liền giáng lâm ở tại trung một ngôi sao bên trên mặc dù hắn không gian thuấn di năng lực ở chỗ này không phổ biến, nhưng hắn ẩn nấp năng lực cùng biến thân năng lực, vẫn là không có có ảnh hưởng gì. Cơ hồ không tốn thời gian gì, phong vân liền tới gần sao trời thượng một tòa to lớn phủ đệ. Một đôi mắt khám phá trùng điệp trở ngại, không để lại dấu vết quét bên trong một chút. Không bao lâu, một tiếng len ken âm truyền ra. Hình chiếu đối tượng, cổ trì. Tuổi tác, 120 kỷ. Cảnh giới, hỗn độn linh chí tôn. Rơi xuống, chí tôn cấp võ kỹ kiếm tâm thông minh. Chí tôn cấp võ kỹ thiên kiếm vạn pháp. Chí tôn cấp võ kỹ trảm thiên bạc kiếm thuật. Chí tôn cấp hỏa hệ thiên phú. Chúa tể cấp kiếm đạo thiên phú. Hỏa chi đạo, một tầng. Kiếm đạo quy tắc, một tầng. Tới tay. Phong vân quét mắt một vòng bản thuộc tính, khi thấy kiếm đạo quy tắc lúc, trên mặt lộ ra nét mừng. Lập tức, hắn lặng lẽ rút đi, chính như hắn lặng lẽ đến, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Tiếp đó, phong vân liền hóa thân hình chiếu tiểu cùng ma, càng không ngừng du tẩu tại thông thiên kiếm sơn thượng sở hữu sao trời bên trên đem cái này đến cái khác ngoại môn kiếm tu đệ tử cho hình chiếu những này ngoại môn kiếm tu như hắn lúc trước đoán trước như thế trên cơ bản kiếm đạo quy tắc đều là lĩnh ngộ được nửa tầng một tầng tình trạng cơ hồ không có một tầng đi lên nhưng bọn hắn số lượng cũng rất không tệ phong vân ngày kế thành công hình chiếu một vạn cái đem hình chiếu hạn mức đều dùng xong dù vậy cái này ngoại môn kiếm tu đệ tử tối thiểu còn có ba bốn vạn cái ngày mai tiếp tục nhìn xem trong gương hơn một vạn cái kiếm tu hình chiếu phong vân lòng tràn đầy vui sướng quyết định ngày mai tiếp tục cái này vĩ đại hoạt động lập tức hắn liền rời đi mà phong vân không biết là tại hắn hình chiếu kiếm tu quên cả trời đất thời điểm một đôi mắt tại tối tâm trung đã sớm phát hiện hắn thông thiên kiếm sơn chỗ cao nhất một tòa kiếm lư bên trong đang có một cái thon dài thân ảnh độc lập với đây thấy không rõ hắn khuôn mặt nhưng lại có thể cảm nhận được trước mắt tồn tại toàn thân tựa như một tất cơ thể huyết nhục đều là phong mang ngưng tụ mà thành phản phất đây không phải là sinh linh, mà là một thanh kiếm thần, một ngụm có sinh mệnh thần kiếm. Chính là càng nguyên tông đệ nhất kiếm tu, thông thiên kiếm chủ. Lúc này, vị này thông thiên kiếm chủ ánh mắt xuyên thấu không biết bao nhiêu năm ánh sáng khoảng cách, nhìn qua đi xa phong vân, hắn đã đem cái sau trước đó động tác thu hết vào mắt. Phong vân tự nhận vì bí ẩn vô cùng, nhưng ở bực này tuyệt thế đại năng trước mặt, làm sao có thể ẩn tàng ở. Chỉ bất quá, cho dù thông thiên kiếm chủ thấy rõ phong vân hành động, nhưng cũng có chút hoang mang, hắn hoàn toàn không biết phong vân làm như vậy mắc vì sao một cái nội môn đệ tử vậy mà đi nhìn trộm ngoại môn đệ tử hắn muốn làm cái gì thông thiên kiếm chủ hoàn toàn không hiểu mặc phi trong đó có hắn không biết được đồ vật kế tiếp mỗi một ngày thời gian bên trong thông thiên kiếm chủ đều biết nhìn thấy phong vân đến thông thiên kiếm sơn lướt vào từng cái ngoại môn đệ tử vị trí sao trời sau đó rời đi lòng vòng như vậy bốn ngày thẳng đến phong vân nhìn xong sở hữu ngoại môn kiếm tu đệ tử phía sau hắn liền lại cũng không có tới qua mà thông thiên kiếm chủ vẫn không có biết rõ phong vân làm như vậy mắt. Chẳng lẽ nói, hắn là đang nhìn trộn những ngoại môn đệ tử này luyện kiếm. Muốn tu hành kiếm đạo. Thông thiên kiếm chủ chỉ có thể như vậy suy đoán. Bất quá chung quy chỉ là một cái nho nhỏ nội môn đệ tử, không đáng hắn tập trung nhiều như vậy ánh mắt, cũng không lâu lắm, liền quên sạch sành xanh, không còn quan tâm. Trong cung điện, phong vân ngồi xếp bằng ở chỗ kia, dự định cùng trước đây một dạng, bắt đầu bạo lá gan hình thức, tức tiến hành 40-50 năm cùng soát hình chiếu. Không bạo lá gan không được, như hắn nghĩ tại nội môn đệ tử trung lấy được người đứng đầu vị trí, nhất định phải bạo lá gan. Tối thiểu nhất, cũng muốn đem chính mình kiếm đạo quy tắc chồng đến bảy tầng hoàn cảnh, đến lúc đó, hắn chiến lực liền biết tiến vào thiên chí tôn cấp độ. Lại thêm hắn chí tôn linh hồn thiên phú cùng song chí tôn cấp thể chất thiên phú, chiến thắng kia lục đại quái vật, tuyệt không phải việc khó. Còn tốt có bốn, năm mươi cái kiếm tu hình chiếu, cơ hội vẫn là rất lớn. Phong Vân lập tức đóng lại cửa cung, phủ lên bế quan bên trong, thỉnh không quấy rầy bản hiệu sau đó, hắn ý thức liền tiến vào tấm gương bên trong, bắt đầu xoát lên hình chiếu. Cường điệu là kia mấy vạn cái kiếm tu hình chiếu, sau đó mới là kia gần ngàn cái nội môn đệ tử hình chiếu, hai bên đều muốn bắt, dạng này cơ hội cũng lớn hơn một chút. Mà tại phong vân bế quan thời điểm, Xích khôi cùng Miu Lai cũng nhận phong vân kích thích, dù sao phong vân đều cố gắng như vậy, hành vi tổ ba người thành viên bọn họ, làm sao có ý tứ lười biến đâu. Thế là, hai người bọn họ cũng bế quan, một bộ chăm chỉ không được bộ dáng. Cứ như vậy, thời gian từng giờ trôi qua, nhoáng một cái, 50 năm lặng yên mà tới. Trong lúc này, tân tấn các nội môn đệ tử, cả đám đều giống như cảm ứng được cái gì, bắt đầu riêng phần mình làm lấy chuẩn bị. Một tòa mỹ lệ trên ngọn núi, ngồi xếp bằng một cái thước tha thân ảnh, chỉ thấy ở tại bốn phía, có vô tận dòng sông đang cuộn trào, hóa thành ngư, long, xà, mãn chờ một chút cảnh tượng kỳ dị. Một lát sau, sở hữu dị tượng tiêu tán, ở tại phía sau ngưng tụ thành một tôn thần thánh siêu phàm tuyệt đại thân ảnh, đuôi cá nhân thân, bạch phát ngân mục đích, coi thường vạn vật, Chương 789, nghiên trời lệch đất biến hóa. Canh 2. Lấy ngươi bây giờ trình độ, lần so tài này đối thủ của ngươi chỉ có kia năm cái, đến mức cái khác, có thể tự không nhìn. Thúc nhĩ, một đạo bình tĩnh thanh âm từ đỉnh núi mê vụ trung truyền đến, lờ mờ có thể thấy được, đó là một cái khổng lồ cực kỳ thân ảnh. Thụy Nhi minh bạch. Thước tha thân ảnh xua tan mê vụ, lộ ra chân thân. Chỉ thấy nó người khoác bó sát người vẫy cá giáp, thân thể thon dài, trên trán trừ nội môn đệ tử kim sắc lạc ấn bên ngoài, còn có một viên tử sắc lân phiến. Trừ cái đó ra, ngược lại là rất có hình người, chính là ngư nhân tộc. Tinh không thiên thạch khu vực. Nơi này không chỉ có có thiên thạch, còn có vô biên thực cốt chi khí, cho dù là trí tôn tới đây, nếu là thần thể không đủ cường đại, cũng biết vài phút bị ăn mòn hầu như không còn, chết oan chết uổng. Giờ phút này, một bóng người lại tại trong đó như dẫm trên đất bằng, tới lui tự nhiên. Những nơi đi qua, vô luận là thiên thạch, còn thực cốt chi khí, đều không thể thương hắn mảy may, đá bể, khí diệt. Đây là một cái sinh ra long đầu loại người sinh mệnh, toàn thân cao thấp phát ra mãn hoang chi khí, từ xa nhìn lại, như thần như ma. Lần so tài này, người đứng đầu ta muốn. Như lôi đình nặng nề âm vang lên, vô số thiên thạch theo chi nổ tung. Một bên khác. Hỗn độn chiến trường. Nơi này là càng nguyên đại thiên vũ trụ cùng mặt khác một chỗ đại thiên vũ trụ giao hội chỗ. Chính như phong vân vị trí tiểu thiên vũ trụ bên trong, tức vạn tộc đang chém giết lẫn nhau tranh đoạt tài nguyên một dạng, càng nguyên đại thiên vũ trụ cùng cái khác đại thiên vũ trụ, cũng biết bởi vì tài nguyên mà chém giết. Đây là toàn bộ hỗn độn vũ trụ quan điểm chính. Vì tài nguyên chém giết, vô luận là tiểu thiên vũ trụ, vẫn là đại thiên vũ trụ, cũng hoặc tầng thứ cao hơn, đều sẽ không có mảy may khác biệt. Duy nhất khác nhau, chỉ là tài nguyên cao cùng thấp mà thôi. Lúc này, chiến trường bên trong, vô số hắc sắc tựa như hắc ám kỵ sĩ một dạng chiến binh chém giết tới, tựa như dòng lũ sắt thép. Bỗng nhiên, ngâm, một tiếng kiếm ngân vang thông thiên triệt địa, phong mang thẳng bức mà đến trong chốc lát có hãng hải ức triệu kiếm khí trút xuống quan mang đại thịnh sáng chói vô lượng chỉ một giây những cái kia hắc ám kỵ sĩ chiến binh liền bị chém chết hầu như không còn hóa thành bụi mù không sai người kiếm đạo quy tắc rốt cục đạt tới 6 tầng tình trạng mặc dù khoảng cách 7 tầng đại thành còn rất xa một đoạn khoảng cách nhưng đầy đủ ngươi tại lần so tài này trung đoạt giải quán quân nương theo lấy nhàn nhạt thân ảnh có hai bóng người chưa từng bên cạnh hỗn độn trung thân ảnh hiện ra trong đó một vị chính là một cái khuôn mặt lạnh lùng thanh niên Hai tay vây quanh một thanh chiến kiếm màu đen, cả người để lộ ra một cổ người sống chớ vào khí tức. Mà đổi thành một vị, rõ ràng là trước đó quan sát phong vân thông thiên kiếm chủ. Càng Nguyên tông thế hệ này đệ nhất kiếm tu, trừ ngươi, không còn gì khác, hảo hảo cố gắng. Thông Thiên kiếm chủ mở miệng nói. Đạt được khích lệ, lạnh lùng thanh niên biểu hiện trên mặt trở nên dịu dàng một chút, hắn cung kính ôm quyền, những năm này, đa tạ lão tổ tận tâm chỉ đạo. Ngươi là ta gia tộc bên trong kiếm đạo thiên phú trừ ta ra cao nhất, chỉ đạo ngươi là hẳn là thông thiên kiếm chủ khẽ nói, đi thôi, giải thi đấu sắp bắt đầu. Vâng. Càng Nguyên Tông, tân tấn nội môn đệ tử khu vực. Trong hạp cốc, phong vân trước cung điện, xích khôi chính chờ phong vân chờ bông hoa đều cảm ơn. Phong vân bế quan đều 50 năm, hắn sẽ không bế quá đầu nhập, trầm mê đi vào đi. Xích khôi gấp xoay quanh, không ngừng đi tới đi lui. Mà Miu Lai, lại im lặng đứng ở bên cạnh, cùng xích khôi hoàn toàn liền là hai cái trạng thái, một bộ tuế nguyệt tỉnh tốt lắm tử. Hiển nhiên, Miu Lai căn bản vốn không hoảng không được, ta muốn đi vào tìm phong vân. Mắt thấy thời gian càng ngày càng gấp, xích khôi rốt cục nhịn không được, bước dài ra, đi hướng phong vân vị trí cung điện, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Vừa vào trong đó, liền có một cổ tro bụi cổ xưa cảm giác truyền ra. Xích khôi mắt chỗ chuyển đến, liền trông thấy lớn như vậy cung điện bên trong, vậy mà mọc đầy cỏ dại, mà một chút cái bàn giá sách cái gì, phía trên cũng bò đầy cỏ xỉ rêu. Nhìn qua, không giống như là tráng lệ cung điện, giống như là một chỗ vứt bỏ đã lâu đất hoang. Phong huynh đệ đây cũng quá lười, liền cái trận pháp bảo vệ đều không có bố trí, nhìn xem nơi này đều thành cái dạng gì. Xích khôi vất vất tay nói. Hắn làm sao biết, phong vân mất ăn mất ngủ, tập trung tinh thần đều nhào vào soát hình chiếu bên trong, cái khác, căn bản đều không thèm để ý. Phong vân huynh đệ. Ngươi ở đâu? Thời gian đến, ngươi nên xuất quan. Xích khôi nhẹ nhàng hô một tiếng. Chỉ là, ngắn mũi thanh âm qua đi, bốn phía lần nữa khôi phục yên tĩnh. Đại điện bên trong không có bất cứ động tĩnh gì ngay tại xích khôi chuẩn bị tiến vào nội điện thời điểm bỗng nhiên một đạo mông lung thân ảnh từ tro bụi trung từng chút một hiển lộ ra xích khôi tập trung nhìn vào trên mặt lập tức lộ ra nét mừng bước nhanh đi qua phong vân huynh đệ người có thế rốt cục đi ra ta đều muốn suýt nửa đi vào bảo ngươi quá mức đầu nhập cho nên quên mất thời gian phong vân nhẹ nhàng mở miệng nói không có sao theo kịp là được xích khôi cười cười lập tức hắn trên dưới dò xét một chút phong vân thần sắc hơi có chút chần chờ phong vân tại sao ta cảm giác Ngươi thật giống như trở nên không giống nhau. A. À, chỗ nào không giống nhau? Nói không ra, liền là cảm giác, ngươi cả người khí chất đều biến, có vẻ như càng thêm khiếp người. Ta cũng không nói được. Xích Khôi gãi gãi đầu nói. Phong Vân nhẹ nhàng cười cười, chưa hề nói cái gì. Cái này 50 năm bế quan, hắn thật là biến, bất quá không phải như Xích Khôi nói tới như thế, vẻn vẹn chỉ là khí chất thay đổi mà thôi. Mà là, nghiêng trời lệch đất biến hóa. Giờ phút này nếu là có thể xem xét phong vân bản, liền có thể rõ ràng trông thấy, ở thiên phú cùng quy tắc kia một cuộc. Trước kia chúa tể cấp kiếm đạo thiên phú, thình lình đã biến thành chí tôn cấp kiếm đạo thiên phú. Mà trước đó kiếm đạo quy tắc, cũng từ một tầng, biến thành, bảy tầng. Mặt ngoài chỉ là đơn giản thuộc tính cùng quy tắc tăng lên, nhưng trong đó mang đến chiến lực tăng lên, có thể nói là viễn siêu tưởng tượng. Bây giờ phong vân, đơn thuần bảy tầng kiếm đạo quy tắc, chiến lực liền đã phá vỡ mà vào thiên chí tôn cấp, hơn nữa còn không phải mới vào loại kia, mà là đã tại thiên chí tôn cấp đi ra dài một đoạn đường. Với lại, hắn thể chất thiên phú, cũng không còn là đơn giản song chí tôn thể, cái này 50 năm đến, hắn cũng tuôn ra hai cái chúa tể cấp thể chất thiên phú. Dung hợp sau đó, đã sắp tới gần chí tôn cấp cực hạn. Như vậy tổng hợp, phong vân chiến lực, đã vô pháp đánh giá. Cường đại cỡ nào cảm giác? Phong vân nội tâm lẩm bẩm, đối với cái này một lần tân tấn đệ tử giải thi đấu, hắn lại không có bất luận cái gì lo toan chi lo âu mặc dù phong vân chiến lực cơ hồ tăng gấp đôi nhưng bởi vì hắn tự mang hắc ám thuộc tính cùng không gian thuộc tính duyên cớ cho nên khi hắn không lúc bột phát đợi chỉ xem bề ngoài là nhìn không ra đây cũng là xích khôi nhìn nửa ngày chỉ phát giác được phong vân vẹn vẹn khí chất biến duyên cớ bất quá khi phong vân từ cung điện trung đi ra lúc miêu lai vô ý thức quét mắt một vòng sau đó hắn toàn thân đánh cái giật mình đạp đạp lui lại mười mấy mét một mực thối lui đến lui không thể lui kề sát vách đá lúc mới dừng lại mà miêu lai nhìn về phía phong vân ánh mắt như xem hồng hoang mảnh thú. Chương 790, vốn có tưởng rằng manh tân, không nghĩ tới là đại lão. Canh 3 Miu Lai, ngươi thế nào? Coi như nhìn thấy ta xoái khí khuôn mặt, cũng không nên phản ứng lớn như vậy đi, đều nhìn hơn 50 năm, còn không có nhìn đủ sao. Xích khôi cùng phong vân đứng chung một chỗ, cho nên khi hắn nhìn thấy Miu Lai thối lui đến thật xa thời điểm, cho rằng đối phương nhìn chăm chú đến chính mình, không khỏi ào ào cười nói. Miu Lai lúc này đã lấy lại tinh thần, hắn khôi phục trên mặt tâm tình chập chờn, bất quá vẫn là thật sâu nhìn một chút phong vân sau đó, mới quay về xích khôi trợn mắt trừng một cái. Ý kia rất rõ ràng, lăng. Đi qua hơn 50 năm ở chung, Miu Lai cũng biến thành hơi hướng ngoại một chút, tối thiểu cùng phong vân cùng xích khôi hai cái quen thuộc sau đó, cũng sẽ không như vậy câu nệ. Bất quá nhìn thấy người xa lạ, vẫn là cùng trước đây một dạng, rất dễ dàng liền tự bế. Một bên khác. Phong vân lại một lần nữa vì Miu Lai kia siêu cường linh giác mà cảm thấy kinh ngạc, hắn đều biểu hiện bên ngoài như vậy yếu ớt, lại còn có thể cảm giác được. Có chút đồ vật a." À. Phong Vân yên lặng nói, trong lòng đối miêu lai kia chưa giác tỉnh huyết mạch dâng lên nồng đậm hứng thú. Trong lòng hắn kinh ngạc, thật tình không biết miêu lai bên kia, đối với hắn cảm giác là kinh hải. Gia hỏa này, thế nào cho ta cảm giác lập tức khủng bố nhiều như vậy? Hắn là cắn thuốc sao? Miêu lai trong lòng lẩm bẩm nói, bất quá hắn cảm giác, liền xem như cắn thuốc, cũng không có khả năng khí tức lập tức trở nên đáng sợ như vậy. Duy nhất giải thích là, Phong Vân trước đó che giấu mình thực lực, lúc này, giải phong Mã Đức, vốn có tưởng rằng giống như ta manh tân, kết quả lại là cái đại lão. Miêu Lai mặt ngoài nhìn không ra cái gì, nội tâm hoạt động lại kéo căng. Thật có lỗi, quấy rầy. Ngay lúc này, bỗng nhiên. Oanh. Một tiếng rộng lớn tiếng vang phát ra, sáng chói cửu sắc quan mang vạch phá mặt đất bao la, từ càng nguyên tông nội bộ mà đến, chư đạo cùng reo vang. Như một đạo vĩnh hằng thần huy, chiếu phá toàn bộ đại thiên vũ trụ. Đó là một trương cửu sắc sách cổ, phát ra sáng lạng quan huy, bay phất phới. Trong khi mở ra sau đó, có thể rõ ràng trông thấy, ở phía trên biểu hiện ra sơn xuyên đại địa cảnh tượng, phản phất bên trong là một mảnh chân thực đại thế giới. Cùng lúc đó, một đạo tràng đầy uy nghiêm thanh âm vang lên. Tân tấn nội môn đệ tử giải thi đấu sắp bắt đầu. Giải thi đấu sơn bãi chính là tại cái này bức cửu sắc giới đồ bên trong, bên trong đặt từng cái thứ tự lệnh bia, ngày quy định một tháng. Sau một tháng, vô luận người nắm giữ là ai, sẽ không còn thay đổi. Thanh âm quanh quẩn, sở hữu tân tấn nội môn đệ tử đều có thể nghe được, mà cái này, cũng nhóm lửa trong bọn họ tâm chiến ý. Chờ mấy chục năm, vì không phải liền là cái này tân tấn nội môn đệ tử giải thi đấu sao. Đến. Xích khôi thần sắc chấn động, ánh mắt lộ ra nồng đậm nóng bỏng, sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía phong vân cùng Miu Lai, dựa theo chúng ta nói xong, tiến vào cửu sắc giới đồ bên trong, nhớ rõ trước tụ hợp. Ghi nhớ, các ngươi hai cái tại gặp được ta trước đó, nhìn thấy cái khác tân tấn nội môn đệ tử, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, biết sao. Xích khôi cố gắng dặn dò, nhất là phong vân, ngươi xem ra liền là một bộ dễ khi dễ bộ dáng phải chú ý hơn không cần cùng bọn hắn xung đột hết thảy chờ chúng ta tụ hợp lại nói được đừng nói nhiều ngươi thật là lãi nhãi phong vân còn chưa mở lời một bên miêu lai nhìn không được cái này mẹ nó thế nhưng là thật to lớn lão hành hạ ngươi ta liền cùng chơi giống như ngươi lại còn nói hắn dễ khi dễ hắn không khi dễ người khác cũng không tệ mặc dù miêu lai không biết vì cái gì phong vân một cái đại lão muốn cùng bọn hắn những này manh tân trà trộn cùng một chỗ nhưng đã phong vân không nói Miu Lai cũng không dám mở miệng. Vạn nhất chọc giận đại lão, hắn nhưng là không còn. Ta đây không phải cho các ngươi suy nghĩ sao? Xích khôi lầm bầm hai câu, hắn cái này tiểu đội trưởng khi sợ là sử thượng nhất không có uy nghiêm. Phong Vân nhẹ nhàng cười cười, thầm nghĩ hai người này tâm tư không hỏng, vừa lúc ấy đợi, dẫn bọn hắn một cái A. À. Mà lúc này đây, bỗng nhiên từ kia cửu sắc giới đồ phía trên bay ra đại lượng quang mang, mỗi một đạo quang mang bao phủ một cái tân tấn nội môn đệ tử. Phong Vân, Xích Khôi. Miêu Lai ba cái cũng đều bị quan mang này bao phủ. Một giây sau, hơn một ngàn vị tân tấn nội môn đệ tử bị cái kia quan mang thu đi, tiến vào cửu sắc giới đồ bên trong. Cùng lúc đó, càng nguyên tông mười mấy vị trưởng lão tụ tập tại cửu sắc giới đồ phía dưới, ngẩng đầu quan sát lấy bên trong hiển hiện ra từng cái tràn cảnh. Thông thiên kiếm chủ cũng ở tại nhóm. Chỉ nghe hắn cảm khái nói, tùy ý nhất niệm liền sáng tạo ra có thể so với tiểu thiên vũ trụ đại thế giới, tông chủ chi uy, không cách nào tưởng tượng. Thông thiên, Ngươi lại tại vô vị cảm giác than thở, công chủ không phải chúng ta có thể vọng nghị, vẫn là nói chuyện lần so tài này đi. Ta nghe nói ngươi gia tộc kia hậu bối rất có người năm đó chi phong a. À. Một vị toàn thân lân giáp, Mi Tâm có bạch sắc vẫy cá tồn tại mở miệng nói ra. Thông thiên kiếm chủ nhìn này tồn tại một chút, ngươi ngươi nhân tộc không phải cũng sinh ra một vị cái thế yêu nghiệt sao? Cũng vậy. Tốt, hai người các ngươi đừng thương nghiệp lẫn nhau thổi. Nếu đều khiêm nhường như vậy, vậy lần này người đứng đầu vị trí liền từ ta Thiên Long nhất tộc nhận lấy một đạo hùng hậu như tiếng sấm âm truyền đến, chủ nhân thanh âm là một cái dị thường khôi ngô thân ảnh, sinh ra một cái long đầu, khí tức bá liệt vô cùng. Vậy cũng không nhất định. Long liệt, ngươi tại nghĩ ăn rắm. Còn không đợi thông thiên giáo chủ cùng kia cá nhân tộc cường giả mở miệng, các trưởng lão khác cũng bắt đầu nhao nhao phản bác. Cắt, đến lúc đó trừng bạo các ngươi con mắt. Gọi là long liệt khôi ngô tồn tại biểu môi, không thèm để ý chút nào. Bên này, phong vân từ quan mang trung đi ra, đi vào một thế giới khác vừa mới loại lực lượng kia thần sắc hắn hơi rét trước đó bị cửu sắc giới đồ hạ xuống quan mang bao phủ lúc hắn cảm giác mình trong cơ thể hết thảy quy tắc năng lượng chờ đều không thể vận dụng giống như là bị hoàn toàn giam cầm một dạng loại lực lượng kia hoàn toàn vượt qua hắn lý giải phong vân bây giờ cảnh giới mặc dù vẻn vẹn, vẹn chúa tể cảnh nhưng kỳ thật cùng chí tôn cấp tồn tại cũng không có gì khác biệt mà có thể làm cho hắn đều không thể nào hiểu được lực lượng chỉ sợ chỉ có truyền thuyết kia trung đạo quân đạo quân đạo quân phong vân nhẹ giọng nhắc tới trong mắt cũng không có cái gì kính ngưỡng cùng nóng bỏng đây đối với người khác mà nói xa không thể chạm cảnh giới với hắn mà nói cũng không phải là cái gì cao không thể chạm tuyệt phong chỉ cần hắn tu hành như vậy hình chiếu xuống dưới một ngày nào đó đạo quân cũng coi như không cái gì bình cảnh cái gì không tồn tại đem những ý nghĩ này đè xuống phía sau phong vân ánh mắt bắn ra đến trước mắt thế giới bên trong liền thấy trời cao đất xa sao trời tô điểm sông núi vạn vật cái gì cần có đều có cùng chân thực trọng lớn thế giới, không có chút nào khác nhau.